Và bây giờ chúng tôi xin trở lại với vòng audition chương trình The Nails Boy. Lòng nhiều đến đâu, yêu anh từ lâu. You ready for one more time? See an entertainer. Bà sâu phố phường nắm cửa ô cổ kinh. Đường qua bí giả chợ đông ba ngự bình. Cùng với Nam Châu, Sài Gòn, Hoàng Ngọc diễn đâu. Miền gì anh không có liên quan tới miền cực lạc rồi nha. Anh ơi, nãy giờ em tưởng đang coi kia coi tiếng hát truyền hình chứ. See you in California, khỏi cần nói nữa. Em là người Campuchia và em sống ở Sóc Trăng. Ôi mơ, ô tan hai, bọn ai mình khó tê, ô smo nâng snai mìa. Mà thậm chí anh còn có người bạn gái tên là Sậy nữa. Sau đó trong xóm có người đồn là cô này lấy chồng rồi. Trời ơi, trong âm nhạc mà nó cũng nhiều chuyện nữa hả em? Kỳ quá ha. Awkward. Em hồi hộp quá. Wow. Thì thôi, hẳn đang khoảng tuyệt vời nha các bạn ơi. Mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo hồi hàng. Mẹ ơi. À, và người đầu tiên, ba anh em mình say yes luôn. Chỉ có đi thi những cuộc thi đặc biệt và tầm cỡ như thế này em mới đội những chiếc nón mà em yêu quý. Wow. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Nhìn em không nói nên câu nói chỉ đây. Thí sinh chúng tôi mới có 7 tuổi thôi, xin mời anh Duy Trường trả lời lại là anh có đồng ý cho thí sinh 7 tuổi chúng tôi đi vào vòng trong hay không ạ? Yes, I like you, yes. Em hơn em rồi, em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương, thả rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Em là một ứng cử viên sáng giá cho cái giải này đó. Anh thì hoàn toàn say yes rồi. Nói chung tìm ra cái lỗi của em anh không có nữa. Nếu mà chương trình này có đưa em thẳng vào chung kết là anh đã bấm rồi đó nha. Không nhận ra. Anh đứng bên lề, anh nhảy cha 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 vậy em cũng đá anh kia em quay về. Không? Yes. Ngô phù sai đắm sắc nàng nên hứ triều chinh ngô. Thì anh sorry em, anh say no. Tại vì em muốn ở đây thì em cũng muốn kiếm một người thầy để đỡ đầu cho em. Vì em đã quá yêu anh. Mạnh bạo hơn. Sexy, nó rất là quan trọng cho cuộc sống. California. À, không làm mắc mặt Dallas. Xin chúc mừng Thu Hạc. Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi. Wow. Thích cái wow cuối cùng của em. Superhero. Quá đẹp. Nó quá sức tưởng tượng của anh. Xuất sắc. See you in California. Vì em, vì em,
thế lực như thế này. Em hát như là em hát ở trong phòng thu và em thu âm ra vậy. Nhưng mà theo anh thấy thì anh vẫn sẽ yes cho em. Là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc Chờ Đông. Từ đây những đêm trăng thanh đầy, mình không lẻ loi, không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Nếu như mà phải bình chọn cái áo đẹp nhất là anh nghĩ là cái áo em là đẹp nhất em này. Khuôn mặt em cười á, nó sáng như mặt trời. Anh sẽ dùng My Superhero to support you. Wow! Xin cảm ơn chị Trường rất là nhiều. Xin chúc mừng em. Chết đêm em và dòng máu nóng để yêu anh. Sớm mai ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc tay giữa lòng ngực là hình bóng anh. Em làm anh khổ rồi. Anh rất là thích em cho nên là anh sẽ say yes. Wow! Mãi xót xa để giấu trong tim nỗi đau. Sau này đừng có giỏi quá để mà lấy bớt cái nghề của anh. Xuất sắc tuyệt vời. Wow. I say yes. Anh biết là bọn em hát rất là tốt hơn nữa. Về đây với anh chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh. Chỉ còn một mình anh xót xa. Bài này ngày xưa anh sáng tác đúng không? Hoàn hảo, không có một cái vết sai nào hết. Mình chỉ nghe anh Đồng Sơn khen bạn là người thứ nhì thôi. Cũng cần nhau. Anh có cảm giác giống như là nó rên rỉ quá. Anh rất là thuyết phục em, hoàn toàn. Trọn ca suốt đời này, ta vẫn thương nhớ về yeah. GM Wedding, ký hợp đồng liền với nó liền vậy. Đi hát đám cưới luôn, bay đặt luôn. Hát chụp chuyên gia chụp đám cưới. Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp. Yêu và không rời xa đến trọn đời. Ai mà sở hữu cái giọng hát của em đó, đều là, sẽ là rất là tự hào. But I have to say no today. Dập tan bao yêu dấu lối ta. Em không phải đang hát live. Em mà đến studio của anh, em hát như vậy là anh cho em đi ra rồi. Hình dáng ngay qua đây từng ngày, mây trôi từng chiều, bao anh ngất ngây. Anh vẫn không đánh giá cao cái phần trình diễn của em ngày hôm nay. À, em hát bài này chưa có đủ tới. Anh là ai trên cuộc đời này để tương tư tìm quên sầu khơi. Chị là hoàn toàn là hoàn hảo. Chị chỉ lên trời mà chưa hết nhạc thôi. Còn nhạc thì đưa từ từ xuống khoái cái chỗ đó đó. Dạ. Lỡ đơn cả biển trời cuối cuộc đời, xin để con thấy cha mẹ ơi. Yes, em hát một cái khúc này rất là cảm động. Nhưng mà với cuộc thi thì anh sorry. Xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên. Nhưng mà em biết sao? Anh có một cái phim. Dù cho bản thân này hoa đá, nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Và ba của em là lính, má em từng làm cán bộ. Em không cho phép mình khóc, xe có hư cũng ráng độ. Anh nghĩ rằng là em không cần phải chờ đâu. Wow. Sắp rồi, rồi anh cứu em. Wow. Công nhận bé này chọn ca khúc Hồng Nhan, mình tưởng là bạc phận luôn, mà không ngờ không bạc phận. Đêm mưa lạnh vô buồn từng cơn. Ai nhớ thương ai bên cầu. Con gái duyên bé bàng như thạch rụng nước nở từng đêm. Nếu như ca sĩ là 10 thì em đã là 8 rưỡi rồi. Nó chưa được thuyết phục anh, cho nên I'm sorry anh mới say no. Just another lemon tree. And I wonder why yesterday you told me about the blue sky. And all that I can see
and all that I can see, and all that I can see, it's just another lemon tree. Wow. Anh rất là thích, cho nên anh sẽ 51, yes. Anh sẽ đến, dù chỉ bên em một phút thôi. Phải làm cho hai người đứng lên và một người là cứ âm thầm cười cười, cái vẻ mặt rất là sung sướng. Mình có cái đam mê đó thực sự là rất là bản lĩnh rồi. Em sẽ làm gì với số tiền đó cho bản thân em? Cảm ơn đời đã thấy với nhẹ lòng, cho trọn thế những lúc ta còn nhớ. Yes. Wow. Cảm ơn. Thực sự anh hoàn toàn đồng ý, cho nên anh sẽ say yes. Hãy đi đi về với người anh yêu đi. Tinh tế trong cái cách trình diễn của em đã hoàn toàn thuyết phục được anh. Well done. Đối với anh thì hôm nay thì nó đã hoàn hảo rồi. Yes. Anh cảm ơn. Xin chúc mừng em. Dù tình chỉ là mong mây, bờ môi còn khao khát chờ. Rất là cần những người như em. Và anh muốn là em hát lại một lần nữa. Vì giờ này em quay đi, buông tay em trong chiều gió. Thực sự nó chưa có tới đâu. Rất là nhiều lỗi. Anh mặc đôi môi nay đã xa rồi. Thế coi lại giới tính của anh rồi. Không phải anh. Sorry, anh say no. Tâm tư sâu đau kể từ ngày. Cho dù có đi tiếp anh cũng không có đi, tại vì bà xã anh không có thích cho anh đi tiếp. Có đi tiếp hoặc là không đi tiếp thì anh cũng cảm ơn tất cả. Cảm ơn ban giám khảo với ekip á, tại vì em coi xuyên suốt chương trình, em thấy mọi người làm việc quá cực khổ. Xin cảm ơn em rất là nhiều đã ghi nhận cái công cán đó của chương trình và ban tổ chức. Chương trình được tổ chức bởi Hiệp hội Nail Texas, Texas Nail Association và Tim Nguyễn Academy. Tổng giải thưởng lên đến 40.000 đô la Mỹ, bao gồm giải nhất 25.000 đô, giải nhì 10.000 đô, giải ba 5.000 đô, với sự tham gia của ban giám khảo gồm ca sĩ Hồng Ngọc, ca sĩ Nguyên Khang, nhạc sĩ Đồng Sơn, ca sĩ Hạ Vi, ca sĩ Duy Trường, Tim Nguyễn Nails Art Master, khách mời đặc biệt huấn luyện viên Khánh Trân, MC Hoài Tâm và MC Hùng Lê Hùng. Subscribe ngay kênh YouTube The Nail Voice, kênh YouTube chính thức của chương trình để cập nhật ngay những thông tin mới nhất.